Đồng Nhi tiếp tục có hành động cực gắt sau ồn ào không đi đám cưới chị em ruột Diệu Nhi. Hành động mới đây của Đồng Nhi trên Facebook thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nữ ca sĩ đã mở bình luận công khai và chăm chỉ cập nhật những động thái trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, Đồng Nhi là cái tên được nhiều người chú ý vì chuyện bỏ đám cưới của người em thân thiết Diệu Nhi để đi dự hôn lễ của MC Lưu Hà Trinh diễn ra cùng ngày. Cụ thể, vì Diệu Nhi và Lưu Hà Trinh đều lên xe hoa vào ngày 10 tháng 10 nên không tránh khỏi việc mời trùng khách. Từ đây dẫn đến việc một số nghệ sĩ đã phải chạy show từ đám này qua đám khác để kịp chung vui, gửi lời chúc phúc đến người đồng nghiệp thân thiết. Là người nhận được thiệp mời của cả Diệu Nhi lẫn Lưu Hà Trinh, vợ chồng Đồng Nhi ông Cao Thắng đã cáo lỗi và gửi lời chúc từ xa đến Diệu Nhi vì không thể đến Phan Thiết để chúc mừng cô em gái ruột. Đến tối ngày 10 tháng 10, cặp đôi này bất ngờ đến dự đám cưới của Lưu Hà Trinh tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chia sẻ hình ảnh bên cô dâu chú rể lên trang cá nhân, giọng ca Bad Boy bất ngờ vấp phải cơn mưa gạch đá từ cư dân mạng vì việc đi đám cưới người này bỏ người kia. Sau vụ việc không đi đám cưới, việc bà xã ông Cao Thắng xuất hiện lần này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, Đồng Nhi đã có những động thái đầu tiên sau nhiều ngày ở ẩn không cập nhật trang cá nhân. Trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ đã mở bình luận công khai sau lùm xùm bị cư dân mạng ném đá không đi đám cưới em gái ruột Diệu Nhi. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn cà khịa dưới bài viết của bà xã ông Cao Thắng. Bên cạnh những bình luận vui vẻ của cư dân mạng, Đồng Nhi vô tình bị netizen ẩn ý chuyện em trai ruột khi đăng tải hình ảnh của Karik. Mấy ngày qua, cụm từ chị hai em gái ruột đang là từ khóa mà dư luận tìm kiếm nhiều nhất. Sự việc xuất phát từ chuyện Đồng Nhi không đi đám cưới em gái ruột Diệu Nhi. Chuẩn bị em trai ruột của chị, chào chị ruột thừa của em, cư dân mạng bình luận dưới bài viết của nữ ca sĩ. Vừa qua trên trang cá nhân, Phan Huỳnh Anh cũng có động thái được cho là ngầm bênh vực Đồng Nhi trong vụ việc khi tiết lộ nữ ca sĩ phải chăm con ốm những ngày qua. Theo đó, Phan Huỳnh Anh chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của bà ái nữ, đồng thời hé lộ thêm về câu chuyện ông Cao Thắng Đồng Nhi vừa mới thay nhau chăm sóc con gái trong 10 ngày vừa qua tại bệnh viện. Giọng ca bụi bay vào mắt viết, mới hôm qua gia đình còn ngồi với nhau làm bữa tiệc nho nhỏ vừa mừng mẹ Ngọc thêm tuổi mới, vừa hoan hô 3 tháng mẹ Ngọc mới chiến đấu xong hơn 10 ngày đêm lo cho em bé Winnie nằm viện. Thì hôm nay, mặt của mẹ Quỳnh Anh, người mẹ chu mỏ trong hình cũng méo xẹo luôn vì một lúc ba chị em Lâm An, Zoe đều đồng loạt ốm, cả ba đều ho như gà, thương ơi là thương. Hai chị Lâm An đã có dấu hiệu từ vài ngày trước, ngủ chung phòng lây nhau rồi lây qua cho em Zoe. Hai chị lớn uống được thuốc mẹ xử lý dở hơn, em Zoe mới 3 tháng tuổi mà khò khè từng cơn mẹ thương em quá. Mùa này, chỉ có ai làm cha mẹ mới thấu hiểu được khi các con của mình bị bệnh thì tâm trí rối bời như thế nào. Công việc vẫn phải hoàn thành, bên ngoài cười nói chứ về nhà là trắng đêm cùng con. Thấy con nằm một chỗ sốt ly bì, bỏ ăn bỏ chơi thì đúng là không còn thiết tha làm việc gì khác. Ấy thế mà vẫn phải cố gắng chu toàn trong mọi việc, được chút nào hay chút ấy. Chúng ta đúng là những chiến binh dũng cảm trên mọi mặt trận. Năm nay các bệnh viện nhi đều đang quá tải, rất là thương luôn. Các ông bố bà mẹ bỉm sữa cố lên, mong cho các con của chúng ta đều sớm bình an. Theo như Phạm Quỳnh Anh, Winnie nhà Đồng Nhi vừa phải nằm viện 10 ngày để điều trị. Thấy con gái Đồng Nhi bị ốm, Diệu Nhi đã mua quà tặng bé Winnie và mong bé mau khỏi bệnh. Tuy nhiên, quà vẫn chưa tới nơi do mất thời gian vận chuyển. Em đặt thạch sâm cho cháu phục hồi sức khỏe bữa giờ mà chưa về tới Việt Nam. Việc làm này của bà xã Anh Tú nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.